Suy giảm sinh lý nam đang ngày càng phổ biến, gây ra nhiều hệ lụy đến sức khỏe, tâm lý phái mạnh. Sử dụng thuốc cường dương bừa bãi đang dần bào mòn khả năng sinh lý của nam giới. Vậy đâu là giải pháp an toàn, hiệu quả và tinh tế nhất dành cho quý ông? Xin giới thiệu sản phẩm cà phê sinh lý tiêu chuẩn Hoa Kỳ lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, Men Booster Coffee. Với thành phần cao cấp nhất, hợp chất S7, thân dược sinh lý Hoa Kỳ, hồng sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi, chiết xuất Chinazid từ trầm tích Himalaya, cùng hạt cà phê từ Tây Nguyên Việt Nam. Men Booster đã trải qua nhiều năm nghiên cứu, được sản xuất với quy trình chuẩn GMP. Nhờ đó, cho tác dụng thúc đẩy quá trình sản sinh testosterone theo nguyên lý kiểng ba chân, tăng cường sinh lý, tăng cường sức khỏe, tuyệt đối không tác dụng phụ. Cùng hương vị thơm ngon, tiện sử dụng mỗi ngày, để nam giới luôn khỏe mạnh, tự tin và hạnh phúc. Men Booster Coffee, chất cà phê Việt, cho đàn ông thứ thiệt. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.